nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh sinh năm 1929 tại Hà Nội, là một nghệ sĩ sân khấu của Nhà hát kịch Hà Nội. Có một sự nghiệp sân khấu lẫy lừng với những vai diễn xuất sắc như Tiền Tuyến Gọi, Âm Mưu và Tình Yêu. Đặc biệt là vai Nguyễn Trãi trong vở kịch thơ Lam Sơn Tụ Nghĩa mang đến cho ông huy chương vàng liên hoan kịch toàn quốc và được nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ tán dương là thể hiện rõ nét nhất phong thái hào hoa của người Hà Nội. Không chỉ khẳng định tên tuổi trên sân khấu kịch, nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh còn để lại dấu ấn trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh với vai diễn những ông già khắc khổ, lương thiện, có số phận. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của ông là vai nam chính cho phim Chiếc Bình Tiền Kiếp của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần. Sau đó là hàng loạt phim khác như Tướng Về Hưu, Người Cầu May, Cuốn Sổ Ghi Đời, Cỏ Lau, Người Đàn Bà Thứ Hai, Làng Nổi, Cha Cõng Con. Những cái vai diễn của ông rất là mộc mạc, chân chất, dường như là kể cả người mang tính chất là người ở quê. Đấy, em cảm thấy là bác có một cái hình tượng như thế. Bên cạnh đa tài nghệ thuật đồ sộ, nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh còn được biết đến là một nghệ sĩ chân chính, luôn hết mình tận tâm với những vai diễn, khiêm nhường, chân thành và giản dị trong cuộc sống thường ngày, dù khổ cực vẫn toát lên khí chất thanh cao của người Hà Nội gốc. Cụ sống giản dị vô cùng, làm nghề thì say mê, nhiệt huyết. Bao giờ khi mà, ví dụ như là trường quay, quay khoảng độ 7 giờ sáng quay thì 6 giờ thì đã thấy nghệ sĩ dân Trần Hạnh là mặc quần áo phục trang của diễn viên hóa trang xong hết, ngồi cầm kịch bản, hút điếu thuốc, uống một ly nước chè, ngồi ngâm nhâm nhi rồi ngẫm nghĩ về vai diễn. Những cái hình ảnh ấy với một cái cậu diễn viên mới vào nghề như tôi, cảm thấy nó trân trọng và ngưỡng mộ lắm. Với cái nghề người ta phải yêu đủ như thế nào thì người ta mới thấy trân trọng cái nghề đấy, và người ta mặc dù là ở nghệ sĩ thì cũng nghèo, cũng cái cuộc sống mưu sinh thì nhiều khi cái tiền lương và cái tiền cachet nó không đủ được. Nhưng mà trong cái nghề nghiệp thì cái điều quan trọng đấy là cái sự tự tôn, cái tôn trọng nghề nghiệp của mình. Thì tôi thấy nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh là một người rất có tự tôn ở trong nghề. Miệt mài cống hiến cho nghệ thuật từ thời trẻ cho đến khi về hưu cũng chưa một phút ngơi nghỉ, không màng danh lợi, không quan tâm thế sự, nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh cứ lặng lẽ góp nhặt, lặng lẽ ghi dấu. Dù là một trong những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân muộn nhất khi đã ở tuổi 90 vào năm 2019, nhưng từ rất lâu trước đó, ông đã thực sự là nghệ sĩ của nhân dân, trong lòng nhân dân. Để rồi giờ đây, khi lìa xa cõi tạm, ông vẫn và sẽ mãi là người trong cõi nhớ, trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả yêu mến ông.